Người ta nói nhiều về việc huấn luyện viên Fernando Santos không dám loại Ronaldo ra khỏi đội chính, bởi đơn giản anh là biểu tượng, huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh. Trong buổi họp báo hôm ngày 5 tháng 12, huấn luyện viên Santos né tránh câu hỏi về vị trí của Ronaldo. Tôi chỉ đưa ra đội hình ngay trước khi trận đấu diễn ra mà thôi. Dự đoán của Guardian về việc Ronaldo không đá chính trở thành sự thật. CR7 bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận đấu quan trọng khi Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 thuộc vòng 16 đội World Cup 2022. Cựu danh thủ Gary Neville thốt lên trên ITV: "Đây là quyết định của huấn luyện viên Santos, người có mối quan hệ tuyệt vời với Ronaldo suốt 8 năm. Không nhiều người sẵn sàng nói cho Ronaldo biết sự thật. Ronaldo cần lắng nghe sự thật rằng sự nghiệp của cậu ấy dần kết thúc." Ronaldo được coi là huyền thoại vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha. Anh sắm vai kỷ lục gia về số bàn ghi được trong lịch sử đội tuyển với 118 bàn sau 194 trận. Tuy nhiên, những gì tinh túy nhất, cựu tiền đạo của Juventus đã để lại phía sau rồi. Tại World Cup 2022, Ronaldo mới chỉ ghi một bàn từ chấm 11m trong chiến thắng 3-2 trước Ghana, sau đó phung phí hàng loạt các cơ hội ngon ăn ở hai trận đấu tiếp theo, thậm chí mắc lỗi khiến đội nhà thua ngược trước Hàn Quốc. Phong độ kém khiến Ronaldo không còn được huấn luyện viên Santos tin tưởng. Thái độ của huấn luyện viên Santos với Ronaldo cũng đã thay đổi. Ông khó chịu với hành động của cậu học trò cưng ở trận thua Hàn Quốc 1-2. Trên sân, tôi không biết Ronaldo làm và nói gì, nhưng khi xem lại tình huống trên truyền hình, tôi thực sự không thích hành động đó một chút nào, vì huấn luyện viên 68 tuổi khẳng định. Trước đó, huấn luyện viên Santos còn đứng ra bảo vệ học trò. Cầu thủ Hàn Quốc sỉ nhục Ronaldo khi hối cậu ấy đi ra ngoài. Đó là lý do Ronaldo tỏ ra giận dữ và mọi người đều thấy điều đó. Tôi thấy sự cố đó và không nghi ngờ gì nữa khi Pepe lao ngay về phía cầu thủ đội bạn để can thiệp. Cách huấn luyện viên Santos trả lời phỏng vấn phản ánh tình thế của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha. Việc 70% người hâm mộ trên tờ Abola yêu cầu loại cựu cầu thủ tấn công của Manchester United khỏi đội hình chính Bồ Đào Nha cuối cùng cũng đã xảy ra. Trớ trêu hơn, khi cầu thủ đá thay Ronaldo là Gonçalo Ramos chơi cực hay trước Thụy Sĩ, tài năng trẻ này đã kết thúc trận đấu với cú hat-trick. Chân sút 21 tuổi có 4 bàn, 2 kiến tạo chỉ trong 5 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngược lại, Ronaldo vào sân ở phút 73 khi thế trận an bài. Đơn giản, Ronaldo chơi không hiệu quả. Ngôi sao 37 tuổi thực hiện nhiều cú sút hơn bất cứ đồng đội nào khác trên đất Qatar trước vòng 16 đội với 9 cú sút. Tuy nhiên, chỉ có 2 lần Ronaldo đưa được bóng đi trúng đích. Vì thế, huấn luyện viên Santos buộc phải gạch tên anh. Trong lúc ngồi ở khu kỹ thuật, Ronaldo không ngần ngại đứng bật dậy ăn mừng cùng đồng đội khi có bàn. Không ai biết CR7 nghĩ gì, nhưng điều dễ thấy nhất là chủ nhân của 5 quả bóng vàng không còn quan trọng với đội tuyển nữa. Báo chí Anh nhận định Ronaldo chưa chấp nhận sự nghiệp sắp đi đến hồi kết. Chỉ mấy mùa trước, CR7 là chân sút hàng đầu của Quỷ Đỏ. Mọi thứ thay đổi nhanh khiến cựu tiền đạo Juventus cũng bất ngờ. Ronaldo dành suốt mùa hè tìm bến đỗ mới khi kế hoạch không thành. Anh nỗ lực quay trở lại đội hình chính của Man United. Tuy nhiên, CR7 mang lại cảm giác anh hết thời. Ronaldo hiểu bản thân khó cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United. Ra đi là điều tốt nhất. Sau khi bỏ lại nỗi thất vọng mang tên Manchester United ở phía sau, Ronaldo tập trung 100% cho World Cup. Giải đấu trên đất Qatar được cho là lần cuối CR7 chinh chiến ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, tình hình không mấy cải thiện. Ronaldo có thừa quyết tâm, nhưng đôi chân mỏi mệt, anh không còn những pha xử lý chính xác như trước. Phong độ của Ronaldo không khác gì khi anh chơi cho Manchester United từ đầu mùa. Thực tế luôn phũ phàng, Ronaldo ngày càng già cỗi, phong độ xuống nhanh. Anh muốn níu kéo hoàng hôn với hy vọng giành thêm nhiều danh hiệu cao quý trước khi giải nghệ, nhưng thể trạng không còn cho phép. Những gì diễn ra cho thấy cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia không còn cần Ronaldo. Đội chủ sân Old Trafford chỉ kiếm trung bình 1 điểm mỗi 90 phút Premier League khi Ronaldo ra sân từ đầu. Con số này tăng lên 120% ở mức 2,2 điểm khi CR7 ngồi dự bị. Man United ghi trung bình 1,8 bàn và chỉ nhận 1,3 bàn thua mỗi 90 phút. Ngược lại chỉ ghi 0,5 bàn và nhận 1,8 bàn thua. Bồ Đào Nha cũng chơi tốt khi không có Ronaldo trên sân. Seleção châu Âu trình diễn thứ bóng đá được cho là hay nhất từ đầu giải. Họ dẫn Thụy Sĩ 5-1 trước khi Ronaldo xuất hiện trên sân. Đội bóng của huấn luyện viên Santos cũng tấn công tốc độ, khó bị bắt bài. Các trận này có nhiều nét tương đồng với trận thắng Uruguay 2-0 ở vòng bảng sau khi CR7 bị rút ra nghỉ. Giai đoạn cuối ở Manchester United chứng kiến Ronaldo thường xuyên ngồi dự bị. Điều này hiếm gặp ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng sau chiến thắng trước Thụy Sĩ, có lẽ huấn luyện viên Santos cũng có chung nhận định với huấn luyện viên Erik ten Hag rằng vị trí tốt nhất của Ronaldo là trên băng ghế dự bị. Ai cần Ronaldo? Gôn chạy dòng tít cho bài tổng hợp sau trận. Từ Man United tới đội tuyển Bồ Đào Nha, vị thế Ronaldo đã xuống nhanh. Có thể coi Ronaldo đã hết thời. Dù muốn hay không, anh phải chấp nhận sự thật cay đắng này.